Thưa quý vị, thưa các bạn, 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từ ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành dầu khí Việt Nam đã vượt qua những chặng đường đầy thách thức, khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vinh quang và tự hào. Tập thể cán bộ công nhân viên ngành dầu khí qua các thời kỳ đã cống hiến không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh và phát triển như ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 7 năm 1959 đã đi vào lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm khu công nghiệp dầu lửa Baku, Azerbaijan đã đề nghị Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng giúp Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng những khu công nghiệp dầu khí mạnh. Đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm 60 năm về trước đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, là kim chỉ nam trong suốt quá trình xây dựng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ngay sau chuyến thăm Baku, Đảng và Bác Hồ đã có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, mở đầu cho sự hình thành và phát triển nhanh chóng của ngành dầu khí. Nhiều cán bộ đã được Đảng và Nhà nước cử sang Liên Xô cũng như các nước xã hội chủ nghĩa để học các chuyên ngành về dầu khí. Liên Xô cũng đã cử nhiều chuyên gia có kinh nghiệm giúp Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí, từ đó xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam mang tên Địa chất và triển vọng dầu khí ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cơ sở đó, ngày 27 tháng 11 năm 1961, đoàn thăm dò dầu lửa số 36 đã được thành lập. Bác Hồ đấy là con người đi bôn ba nhiều nước, cũng hiểu được hết rằng là nước nào mà có cái dầu hỏa đấy, dầu khí đấy, thì cái nước đó là phát triển tốt. Đây là một cái quyết định cái sự phát triển của ngành dầu khí, là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả quá trình lịch sử phát triển của ngành dầu khí. Và bây giờ có thể nói thẳng rằng cái dầu trong móng là một phát kiến có giá trị khoa học thế giới của Việt Nam, và đồng thời nữa là có giá trị kinh tế lắm. Bây giờ nó chiếm tới trên 80% cái trữ lượng của dầu khí của Việt Nam hiện nay. Ngay sau khi đất nước thống nhất, thực hiện nguyện vọng của Bác Hồ dựa trên đánh giá tiềm năng lớn ở thềm lục địa Việt Nam, ngày 9 tháng 8 năm 1975, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 244 NQTU về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước. Đây là văn bản đầu tiên về dầu khí của Đảng, thể hiện sự sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng phát triển toàn diện của ngành dầu khí Việt Nam. Từ mốc son đó, đến nay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử theo ý nguyện của Bác Hồ, hoàn chỉnh và hiện đại hóa chuỗi công nghệ dầu khí đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác đến phát triển công nghiệp khí, công nghiệp điện, chế biến và dịch vụ dầu khí. Với sự ra đời của các trung tâm sản xuất điện như là Nhơn Trạch, cụm công nghiệp khí điện Đạm Cà Mau, nhà máy lọc dầu Dung Quất, hệ thống căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tại Vũng Tàu đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lượng của cả nước. Bác Hồ tại Baku cách đây 60 năm đã thực sự hiện thực hóa khá toàn diện, đầy đủ trên các mặt, từ việc xây dựng lên được cái ngành dầu khí của Việt Nam, trong đó tập đoàn dầu khí là nòng cốt, về tiềm lực, về con người và kết quả là cái đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Giai đoạn 2015 đến nay, ngành dầu khí đã đối mặt với nhiều khó khăn do giá dầu biến động rất khó lường, các yếu kém trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát chưa hiệu quả. Trong bối cảnh đó, người lao động dầu khí vẫn luôn nhận thức được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, quyết chí, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhiều thế hệ người dầu khí đã nỗ lực với tinh thần vượt khó cao nhất, tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc. Sự khao khát thực hiện ý nguyện của Bác Hồ đã biến thành niềm hăng say lao động, kích thích sự sáng tạo, nỗ lực vượt mọi gian nan thử thách
trong những người lao động dầu khí. Những con số về tài sản, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước là minh chứng rõ rệt nhất cho những đóng góp không biết mệt mỏi của những người lao động dầu khí. Tính từ khi bắt đầu hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế vào năm 2006 đến nay, tổng tài sản của PVN đã tăng 5,6 lần, từ 147.000 tỷ đồng lên trên 829.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu từ 98.000 tỷ đồng năm 2006 đã đạt hơn 466.000 tỷ đồng năm 2019, tăng 4,75 lần. Từng giai đoạn, PVN luôn đóng góp trung bình từ 10 đến 20% ngân sách nhà nước, khai thác trên 391 triệu tấn dầu thô và trên 143 tỷ mét khối khí. Hiện nay tôi đang công tác tại ban vận hành sản xuất nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Công việc của tôi hàng ngày là giám sát các điều kiện, thiết bị, các thông số, phân xưởng, công nghệ. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong công tác nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra những cái ý tưởng và kết hợp với các ban ngành khác để thực hiện những cái ý tưởng đó để giảm thiểu năng lượng cho nhà máy. Phải nói cái sự sáng tạo, sự nỗ lực quên mình của rất nhiều lớp lớp các thế hệ người lao động cũng như là cán bộ kỹ thuật của chúng ta, kể cả cái lĩnh vực khai thác, chúng ta từ chỗ chuyển giao đến chỗ chúng ta cùng với các chuyên gia của Liên Xô phát hiện ra cái dầu tầng đá mỏng, một cái đóng góp rất là quan trọng mặt khoa học, mặt công nghệ cho cái kỹ thuật về khai thác, thăm dò khai thác dầu khí. Hiện nay PVN đã trở thành nòng cốt, là hạt nhân trong việc hình thành các khu công nghiệp tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai Hiệp Phước, Cà Mau, Dung Quất Quảng Ngãi, Vũng Áng Hà Tĩnh, Nghi Sơn Thanh Hóa. Kỷ niệm 60 năm ngành dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ là dịp để người lao động dầu khí cùng ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, cùng nhau phát huy truyền thống của các thế hệ những người đi tìm lửa, đồng thời nêu cao ý thức thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của PVN gắn với lợi ích của đất nước, tiếp tục tiến bước vững chắc về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.